Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Ngũ Hành Tôi Thiếu Em của tác giả Tây Tử Tự. Hãy cùng nhau khám phá câu chuyện thú vị này nhé. Chương 39. Chương 39, Diễm Hồng tụ. Ban đầu, Chu Gia Ngư tưởng mình không nhìn thấy rõ vì đối phương đang nấp trong góc tối. Nhưng khi bóng đen chậm rãi bò ra, cậu mới phát hiện đó không phải là con người mà là một đống tóc biết cử động. Đống tóc ấy mấp máy giống hệt những con sâu, tạo thành hình người, thậm chí có thể nhìn thấy ngũ quan lờ mờ trên mặt. Chất giọng lạnh nhạt của Lâm Trục Thủy vang lên, nói với hai người Chu Gia Ngư đi theo tôi. Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng gật đầu, bọn họ vừa bước một bước, bóng đen đứng đối diện đột nhiên biến mất. Ngay lập tức, xung quanh chợt nghe tiếng sột soạt như thứ gì đang bỏ trườn trên mặt đất. Chu Gia Ngư cúi đầu, bắt gặp cơ man những lọn tóc đen nhánh toát ra từ trong bóng tối đang lao về phía bọn họ, nhanh chóng bao vây ba người. Không ngờ rằng, cuối cùng chúng đều dừng lại cách lâm trục thủy một mét, Hình như có nguyên nhân nào khiến chúng không thể đến gần. Lâm Trục Thủy cười lạnh, mặc kệ đống tóc mà rẽ vào một hướng khác. Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng theo sát hắn, cả hai dùng mình khi chứng kiến cảnh tượng này. Lưng áo Chu Gia Ngư ướt đẫm mồ hôi, cậu liếm liếm môi, biết bao nghi vấn nảy ra trong đầu nhưng vì tình hình hiện tại không cho phép nên chưa dám mở miệng hỏi. Lâm Trục Thủy điềm nhiên bước thẳng, đống tóc thấy hướng đi của hắn thì cuống lên cử động mạnh hơn, thậm chí bắt đầu đưa từng lọn tóc một tìm cách phá bỏ kết giới vô hình xung quanh Lâm Trục Thủy. Nhưng chúng chỉ cần đến gần là lập tức bốc cháy, tỏa ra thứ mùi khét khiến người ta buồn nôn. Chu Gia Ngư chợt thấy ánh đèn đường vụt tắt, cậu ngẩng đầu, phát hiện phía trên cũng bị đống tóc dày phủ kín thành nửa hình tròn bao vây bọn họ, mà Lâm Trục Thủy chính là tâm của vòng tròn này. Tốc độ của hắn không nhanh không chậm, chẳng hề chùn chân trước những sự việc kỳ lạ đang diễn ra. Mục tiêu của Lâm Trục thủy hình như là vườn hoa nhỏ ở trung tâm quảng trường. Hắn vòng qua hàng rào, đạp lên bùn đất ướt át. Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng cũng theo sau, cả hai lập tức cảm giác được nền đất dưới chân có gì đó sai sai. Chu Gia Ngư nheo mắt quan sát, vừa nhận ra thì thiếu chút nữa lộn ruột. Dưới chân bọn họ chẳng có bùn đất nào cả rõ ràng là một đống tóc đen chúng vẫn nhúc nhích cố gắng quấn lấy chân bọn họ nhưng vô ích chỉ cần chạm vào bọn họ là chúng sẽ cháy thành tro để lộ mặt đất màu vàng bên dưới đống tóc này thật sự kinh tởm chu gia ngư cảm thấy ba bốn ngày nữa chắc mình cũng không ăn cơm nổi Đường lúc suy nghĩ chân cậu chợt bị một thứ gì giữ lại mẹ kiếp chu gia ngư buột miệng chửi phát hiện vô số rễ cây đã trồi lên khỏi mặt đất từ khi nào, định níu chân cậu và thẩm nhất cùng. Phải chọn đứa yếu để bắt nạt, rễ cây không hứng thú với lâm trục thủy, chuyển mục tiêu tấn công thành chu gia ngư và thẩm nhất cùng. May mà chuỗi hạt tuệ minh tặng hai người có tác dụng, mỗi khi rễ cây định chạm vào bọn họ sẽ bị ánh sáng màu vàng nhạt đánh bay. Chu Gia Ngư thấy thế bèn thở phào nhẹ nhõm, bây giờ cậu chỉ muốn bám dính lấy lâm trục thủy nếu tiên sinh chịu cõng cậu thì tốt biết mấy, Chu Gia Ngư thầm ảo tưởng trong lòng. Lâm Trục Thủy không biết Chu Gia Ngư đang cho trí tưởng tượng bay xa, mặc kệ đám tóc và rễ cây đang cố gắng trong vô vọng, đi thẳng đến cây hòe trong vườn hoa. Lúc trước Chu Gia Ngư không chú ý, khi đến gần cậu mới phát hiện đây là một cây hòe khổng lồ, hẳn đã được mấy trăm năm tuổi. Thân cây to đến mức phải hơn 10 người mới ôm hết. Lâm trục thủy đưa tay ra, vỗ mạnh lên thân cây hòe. Hắn vừa chạm vào, Chu Gia Ngư nhìn thấy rõ vỏ cây chợt chuyển thành màu đen. Cây hòe phát ra tiếng xì xèo, có chất lỏng màu đen chảy xuống, tỏa ra một thứ mùi tanh tưởi. Lẽ nào cây hòe này có gì đặc biệt? Chu Gia Ngư vừa nghĩ đến đây, chợt nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ vang lên phía trên. Tiếng khóc liên miên dồn rập, hiển nhiên không chỉ có một đứa trẻ. Chu Gia Ngư cứ tưởng tiếng khóc ấy là do cây hòe tạo ra, nào ngờ Lâm Trục Thủy lại nhíu mày. Các người không muốn cứu bọn chúng sao? Một giọng nói khàn khàn vọng xuống. Giọng nói này rất kỳ lạ. Bình thường người ta có thể đoán đại khái giới tính và tuổi tác của đối phương thông qua giọng nói. Nhưng Chu Gia Ngư thật sự không thể tìm được bất cứ thông tin nào từ âm thanh này. Nghe cứ chơi vơi lưng chừng thật khó chịu. Tiếng khóc càng lúc càng vang dội, hình như phát ra từ trên ngọn cây. Chu Gia Ngư ngẩng đầu, phát hiện đống tóc ban nãy không biết từ lúc nào đã bỏ lên cây hòe, chúng cuốn chặt mấy đứa trẻ sơ sinh lắc lư trước mặt bọn họ. Những đứa trẻ vẫn còn sống, cơ thể bị tóc bao phủ, chỉ trừ lại phần đầu lộ ra. Lâm Trục Thủy lạnh lùng nói, ngươi muốn thế nào? Âm thanh kia bật cười the thế, đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Bằng không, ta sẽ giết hết bọn chúng. Lâm Trục Thủy nghe vậy, trái lại cũng cười theo, hắn bình thản đáp, "Chả lẽ hôm nay ta không đến đây thì ngươi sẽ không giết những đứa trẻ này sao?" Không có tiếng trả lời. "Để ta đoán xem ngươi đã tiến hành đến bước nào. Có đủ vật hiến tế, ngươi hẳn đã đánh thức được thần trí của cô ta." Diễm Hồng tụ, đúng là một cái tên hay. Xung quanh vẫn im lặng, nhưng sự tĩnh lặng này lại khiến Lâm Trục Thủy mỉm cười, "Tiếp tục nhé." hắn chỉ vào khoảnh đất vàng dưới chân mình người mà ngươi muốn hồi sinh đang ở ngay đây đúng không tán cây bắt đầu run rẩy tiếng gió hòa cùng tiếng khóc của trẻ nhỏ vang vọng giữa bầu trời đêm tĩnh mịch ngươi không muốn cứu chúng đây là trẻ sơ sinh đó khi âm thanh khàn khàn ấy một lần nữa vang lên kẻ nọ dường như đã trở nên nóng nảy muốn chứ lâm trục thủy lạnh nhạt trả lời vậy không bằng chúng ta làm một cuộc giao dịch nhé. Giao dịch gì? Âm thanh kia hỏi. Ta thả người đi, người thả mấy đứa trẻ ra. Lâm trục thủy cất bước, chậm rãi dạo vòng quanh cây hòe. Ngón tay trắng nõn thuôn thuôn của hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân cây to lớn, để lại những vết cháy xém đen kịt. Người lấy gì để đảm bảo? Kẻ nọ hiển nhiên không tin lâm trục thủy, chẳng may ngươi lật lọng thì sao? Vì ngoài việc tin ta ra, Ngươi có còn cách nào nữa đâu? Được. Qua một lúc lâu, kẻ nọ cuối cùng cũng đồng ý với đề nghị của Lâm Trục Thủy. Ta tin ngươi, ngươi hãy thu hồi dương khí, ta sẽ thả bọn trẻ ra. Không thu hồi được, hãy đưa đứa bé cho đồ đệ của ta. Lâm Trục Thủy vừa nói vừa đưa tay phải lên, ra hiệu cho thẩm nhất cùng. Thẩm nhất cùng thấy vậy, lặng lẽ nhéo tay Chu Gia Ngư một cái. Chu Gia Ngư bị nhéo mà ngơ ngác, nhưng cậu hiểu mình cần chú ý đến chuyện gì đó. Cậu mấp máy môi, cuối cùng vẫn nuốt xuống không hỏi, thôi thì tùy cơ ứng biến vậy. Những đứa trẻ đang khóc nức nở bị tóc đen cuốn chặt, từ từ đến gần hai người. Để mớ tóc không bốc cháy, Lâm Trục Thủy cũng đứng cách xa bọn họ. Xung quanh tối om, cả hai chỉ có thể thấy lờ mờ hình dạng của bọn trẻ, nhưng khi đám tóc đến gần, Chu Gia Ngư chợt cảm thấy là lạ. Cậu khẽ gọi nhất cùng. Thẩm nhất cùng không lên tiếng, lại nhéo tay Chu Gia Ngư rồi nhét thứ gì vào lòng bàn tay cậu. Hình như đó là một lá bùa, Chu Gia Ngư cũng an tâm hơn. Mớ tóc đột nhiên lao vọt tới, ném đứa trẻ về phía bọn họ, Chu Gia Ngư vốn định đưa tay đỡ, nhưng khi lọn tóc tung lên thì cậu đột nhiên sững sờ trong giây lát. Mớ tóc không hề ném đứa trẻ nào cả, mà chỉ có một cái đầu người cái đầu trừng trừng cặp mắt chỉ còn lại tròng trắng, miệng há to lộ ra hàm răng sắc nhọn, nó rít gào the thé, bay thẳng đến chỗ bọn họ. Thẩm nhất cùng quát to, cậu nhóc quay người tránh né, dán thẳng lá bùa trong tay vào cái đầu. Lá bùa vừa chạm vào thứ quỷ quái kia chợt bốc lên một ngọn lửa đỏ rực, nuốt trọn cái đầu. A a a trong bóng tối vang lên tiếng kêu gào thảm thiết như bị xẻ thịt lột ra, chất chứa nỗi hận khôn cùng. Chu Gia Ngư chưa kịp phản ứng, cậu chợt thấy mặt đất dưới chân rung chuyển, cậu và Thẩm Nhất cùng mắt tròn mắt dẹt nhìn cây hòe khổng lồ đối diện. Cây hòe dường như đã trở thành một sinh vật sống, thân cây điên cuồng lắc lư, muốn nhổ hết gốc rễ ra khỏi bùn đất. Sao thế này? Tình hình thật sự quá hỗn loạn, Chu Gia Ngư hoàn toàn không suy nghĩ nổi nữa. Thẩm Nhất cùng cũng bàng hoàng, vội nói, đi thôi, chúng ta cách xa cây hòe ra, chắc chắn tiên sinh đã chạm vào thứ mấu chốt rồi. Hai người bọn họ ngã lộn nhào, chật vật ra khỏi vườn hoa rồi vội vàng bỏ chạy. Ta sẽ giết ngươi, ta sẽ giết chết ngươi. Không biết Lâm Trục Thủy đã chạm vào thứ gì trong lúc bọn họ đang xử lý đầu người mà kẻ nọ lại phản ứng dữ dội như vậy, mặt đất vẫn đang rung lắc kịch liệt. Cây hòe không lồ vươn rộng cành lá, điên cuồng tấn công bọn họ. Chu Gia Ngư mấy lần bị cành cây quét trúng, cũng may vẫn giữ được thăng bằng. Hơn nữa, cậu còn phát hiện những lọn tóc trước đó đã biến thành cành cây phủ kín nền đất. Thẩm Nhất cùng chợt lên tiếng, "Mẹ nó, anh nhìn kìa." Chu Gia Ngư nương theo ánh mắt của Thẩm Nhất cùng, bắt gặp Lâm Trục Thủy đang đứng trong bóng tối, nhưng thứ khiến cả hai chú ý chính là cỗ quan tài bên cạnh hắn. Cỗ quan tài không lớn nhưng vô cùng tinh xảo bên trên điêu khắc rất nhiều loại hoa văn, dù Chu Gia Ngư không nhìn thấy rõ nhưng cũng biết nó khác hẳn loại quan tài sơn đỏ bình thường, trông như một tác phẩm nghệ thuật. Lâm Trục Thủy cầm chỉ thủ trong tay, lưỡi dao đã cắm ngập vào quan tài. Hắn đứng đó, những cảnh cây đang quăng quật xung quanh không hề ảnh hưởng đến hắn. Đừng chạm vào cô ấy! Đừng chạm vào cô ấy! Âm thanh khàn khàn kêu thét như xé lòng xé giả. Dạ cây hòe điên cuồng vung vẩy cành lá như muốn phá hủy tất cả. Nợ máu thì phải trả bằng máu. Lâm trục thủy lạnh nhạt nói, tay hắn siết chặt trùy thủ, kéo mạnh xuống một đường. Nắp quan tài cứ thế bị hắn trẻ đôi, để lộ người đang nằm bên trong. Chu Gia Ngư nhìn thấy một cô gái đang nhắm nghiền mắt. Cô gái mặc áo cưới màu đỏ, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, nằm đó mà như đang say ngủ, khiến người ta không tin được cô đã qua đời từ lâu. Diễm Hồng Tụ, Lâm Trục Thủy gọi cô bằng cái tên này. Bờ mi của cô gái khẽ run rẩy, cô mở mắt ra rồi hỏi, tôi đang ở đâu? Anh là ai? Lâm Trục Thủy cau mày, đúng là đã có thần trí. Anh là ai? Cô gái cúi đầu, trông thấy lồng ngực mình đã thủng một lỗ. Chủy thủ của Lâm Trục Thủy ban nãy đã cắm vào đó. Không phải tôi đã chết rồi sao? Tôi đang ở đâu đây? Lâm trục thủy lạnh lùng đáp, có kẻ đã biến cô thành cương thi. Diễm hồng Tụ sững sờ, đôi mắt bắt đầu dương dướm, nhưng nước mắt tuôn ra lại đỏ tươi như máu. Sao anh lại ngu ngốc như vậy? Diễm hồng Tụ vừa nói xong, chợt thấy một thanh niên chạy ra từ dưới bóng cây hòe. Không biết người nọ xuất hiện từ khi nào, gã lao đến chỗ diễm hồng tụ, vườn tay siết chặt lấy cô, rõ ràng anh đã sắp thành công rồi chỉ một chút nữa chỉ một chút nữa mà thôi ngoặc kép dù nằm mơ gã cũng không ngờ rằng mình vừa phân tâm một chút lâm trục thủy đã tìm ra nơi gã giấu diễm hồng tụ thậm chí đâm dao xuống tổn hại yếu điểm của diễm hồng tụ anh đã giết bao nhiêu người diễm hồng tụ được người nọ ôm vào lòng cô tuyệt vọng hỏi trả lời em đi anh đã giết bao nhiêu người rất nhiều rất nhiều anh đã giết rất nhiều người anh nhớ em lắm xin hãy tha thứ cho anh vì chót thất hứa với em thanh niên bật khóc như một đứa trẻ không không anh đã hứa với em anh đã hứa với em rồi mà diễm hồng tụ cũng bắt đầu rơi lệ cô từ từ đưa mắt về phía lâm trục thủy xin hỏi lai lịch của tiên sinh lâm trục thủy lạnh nhạt đáp lâm trục thủy nhà họ lâm ở trương thành tôi là diễm hồng tụ ngoại thích gia tộc họ từ ở núi xà sơn đây là người yêu của tôi vẻ mặt lâm trục thủy chẳng hề thay đổi diễm hồng tụ cười khổ anh ấy vốn là hòe tinh trên núi do cùng nhau lớn lên nên chúng tôi nảy sinh tình cảm sau đó tôi mắc bệnh nan y không chống chọi được nữa lâm trục thủy nói vì muốn biến cô thành cương thi anh ta đã giết ít nhất 200 người, trong đó có rất nhiều trẻ em. Nghe thế, diễm hồng tụ lộ vẻ tuyệt vọng phiền phiền tiên sinh cho tôi mượn trùy thủ lâm trục thủy im lặng trong chốc lát tôi có thể làm thay cô nhưng diễm hồng tụ lại chậm rãi lắc đầu tôi muốn tự ra tay lâm trục thủy khẽ thở dài không ép buộc nữa đưa trùy thủ màu vàng kim đang cầm cho diễm hồng tụ diễm hồng tụ nằm trong lòng người nọ đôi tay run rẩy em chính tay em sẽ giết anh, anh có hận em không? Gã đàn ông cúi đầu, khóc lóc như một đứa trẻ, đáng lẽ em nên đưa anh theo từ lâu. Anh cũng không muốn làm thế, nhưng anh sợ. Anh sợ nhìn thấy thân xác em mục giữa. Diễm Hồng tụ mỉm cười, cô ngẩng đầu hôn lên môi đối phương, sau đó kề sát vào ngực hắn, anh vẫn ngốc như ngày nào. Chưa bao giờ chịu nghe lời em cả. Chủy thủ đâm mạnh từ phía sau, xuyên qua lồng ngực cả hai sương mù màu đen chợt bốc lên đầy trời cơ thể bọn họ cũng bắt đầu thay đổi xương đen tuôn trào từ người diễm hồng tụ khuôn mặt vốn hồng hào nay trở nên trắng bạch gã đàn ông đột ngột biến mất dường như đã hòa làm một với bùn đất bên dưới chu gia ngư và thẩm nhất cùng im lặng chứng kiến tình cảnh này tiên sinh đã kết thúc rồi sao chu gia ngư hỏi kết thúc không ngờ lâm trục thủy lại cười lạnh, hắn đáp, còn lâu lắm. Chỉ là một cây hòe tinh ngốc nghếch, sao có thể biết phương pháp chế tạo cương thi, từ bia mộ trên cầu đến nơi nuôi xác trong khu nhà cũ đều cho thấy có kẻ đứng sau chỉ điểm, thậm chí còn che giấu và giải quyết hậu quả giúp hòe tinh và diễm hồng tụ. Lại đây, lâm trục thủy nói, đào hố chôn cô ấy. Chu gia ngư kinh ngạc, ở ngay đây à? Lâm trục thủy gật đầu, nếu hai người không muốn chia xa, chúng ta cũng không nên ép buộc. Bấy giờ sương mù đã tản hết, trả lại bầu không khí tĩnh lặng ban đầu. Chu Gia Ngư cứ tưởng họ sẽ phải đào một cái hố thật to, nhưng khi nhìn về phía diễm hồng tụ, cậu chỉ thấy chiếc áo cưới nằm trọng trơ trên nền đất, cơ thể của cô dường như đã tan biến theo màn sương ban nãy rồi. Chỉ chôn quần áo thì dễ hơn nhiều, Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng đào một cái hố sâu rồi đặt quần áo của Diễm Hồng tụ vào đó. Lâm Trục Thủy lấy chiếc túi vải đựng mệnh bài của Diễm Hồng tụ ra khỏi ngực áo. Màu đỏ trên mệnh bài đã biến mất, trở thành một tấm bài vị bằng gỗ bình thường. Chu Gia Ngư cứ ngỡ hắn sẽ chôn tấm bài vị của Diễm Hồng tụ theo cùng, không ngờ cuối cùng hắn vẫn cất vào trong áo. Khẽ thì thầm, ngoại thích ở Xà Sơn nà. Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng không hiểu lắm, hai người ngoan ngoãn đứng cạnh chờ Lâm Trục Thủy. Đi thôi, Lâm Trục Thủy phất tay, chúng ta về. Lúc này mặt trời đang dần ló dạng, ánh dương màu cam rọi xuống tán cây hòe đang kêu xào xạc, tựa như rát một lớp ánh vàng lên những chiếc lá. Chu Gia Ngư quay đầu nhìn khung cảnh sau lưng, hỏi, tiên sinh, hôm qua ở đây vẫn trống trơn mà hôm nay tự dưng xuất hiện một cây hòe, cư dân sẽ nghi ngờ mất. Lâm Trục Thủy, không sao, tôi đã yểm bùa trong quảng trường rồi, bọn họ sẽ cảm thấy cây hòe đó ngay từ đầu đã được trồng ở đây. Chu Gia Ngư, wow, còn có loại bùa này ư? Lâm Trục Thủy nhướng mày, làm sao? Chu Gia Ngư, không có gì, tôi chỉ nghĩ là bùa này dùng để kiếm bạn gái chắc đỉnh lắm. Lâm Trục Thủy, thẩm nhất cùng vỗ vỗ vai Chu Gia Ngư, mặt kiểu anh càng lúc càng to gan, dám đùa giỡn với tiên sinh. Nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Chu Giang Ngư, thẩm nhất cùng mới phát hiện hình như cậu không nói đùa. Nếu đã theo tiên sinh tu tập thì không được hẹn hò yêu đương. Thẩm nhất cùng lặng lẽ dì tai với Chu Gia Ngư, muốn hẹn hò thì phải xuất sư, đây là quy định mà sư phụ chúng ta đã đặt ra. Chu Gia Ngư nghệt mặt, cậu nói với tôi làm chi? Thẩm nhất cùng ngượng ngùng hỏi, không phải anh muốn yêu đương hả? Chu Gia Ngư không hiểu đầu cua tai nheo, đâu có. Thẩm Nhất Cùng, hư. Tôi không tin. Chu Gia Ngư cảm thấy trẻ con 17, 18 tuổi đang dậy thì thật là khó hầu hạ. Ba người xử lý xong xuôi bèn quay về khách sạn nghỉ ngơi. Hôm sau, Lâm Trục Thủy dẫn Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng đến chỗ cây cầu. Chu Gia Ngư bắt gặp một người quen ở đó, chính là cô gái ngày ấy đã mất đi người mình yêu Tần Y Hà. Tần Y Hà đứng ở đầu cầu, hình như đang đốt vàng mã. Chu Gia Ngư lại gần, gọi tên cô. Là các anh à, sắc mặt Tần Y Hà đã khá hơn nhiều, ít nhất nụ cười không còn miễn cưỡng nữa. Cô cầm ít tiền giấy trong tay, nói, hôm qua tôi nằm mơ thấy Tiếu Xuyên, em ấy nói nhớ tôi nên hôm nay tôi tới thăm em ấy. Chu Gia Ngư không biết phải an ủi cô thế nào, đành khuyên cô đừng quá đau buồn. Ừ, tôi biết rồi. Tần Y Hà trả lời, em ấy không muốn nhìn thấy tôi đau khổ, còn vỗ về tôi nữa. Tôi sẽ cố gắng chấn chỉnh tâm trạng, cảm ơn mọi người. Chu Gia Ngư do dự dây lát, quyết định kể lại cảnh tượng trên cầu cho Tần Y Hà nghe. Linh hồn của đường Tiếu Xuyên đã được thanh tẩy, thoát khỏi oán niệm. Tần Y Hà gật đầu, một lần nữa nói cảm ơn. Hôm nay là ngày cuối cùng Tuệ Minh lập đàn làm phép. So với những ngày trước thì sắc mặt anh đã tiểu tụy đi nhiều. Có vẻ lễ cầu siêu lần này đã khiến Tuệ Minh tốn không ít sức lực. Giang thập lục và Giang thập cửu đều có mặt, luôn miệng cảm ơn Tuệ Minh. Tuệ Minh vẫn mỉm cười, nhưng Chu Gia Ngư thấy nụ cười này khá khách sáo. Tuệ Minh nhẹ nhàng nói, nếu thí chủ đừng vướng vào những việc phiền toái này nữa thì tốt tiểu tăng hy vọng không phải ra tay thêm một lần nào. Giang thập lục thở dài, đại sư nói phải. Tuệ Minh chắp hai tay trước ngực chào anh ta rồi quay lưng rời đi. Lúc trở lại xe, Lâm Trục Thủy kể chuyện của Diễm Hồng Tụ cho Tuệ Minh nghe. Tuệ Minh cau mày, nói, họ của Diễm Hồng Tụ đúng là rất lạ. Nghe anh nhắc đến gia tộc từ ở xà sơn tôi mới nhớ ra, bên ngoại của gia tộc này đúng là có họ Diễm. Lâm Trục Thủy lặng yên không nói, dường như đang suy nghĩ điều gì. Nhiều người chết như vậy mà không bị tổn hại âm đức. Tuệ Minh thở dài, xung quanh đây toàn là địa bàn của nhà họ Giang, tôi không tin bọn họ hoàn toàn không biết gì. Từ vụ hỏa hoạn, giả, ở khu nhà tập thể đến tai nạn trên cầu đều là những sự việc nghiêm trọng, dù không rõ tình hình cụ thể thì chắc chắn cũng phải nghe phong phanh. Lâm Trục Thủy, ừ, tôi biết huống hồ hiện tại. Tuệ Minh nói rất chính đáng, anh vẫn đưa đồ đệ của mình theo sao? Nguy hiểm lắm, chi bằng anh hãy để hai đứa đến thanh đàn tự tu tập với tôi một thời gian. Lâm trục thủy quát, nằm mơ. Anh đừng tưởng tôi không biết anh đang suy nghĩ gì. Tuệ Minh thở dài, lưu luyến rời mắt khỏi người Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư run lẩy bẩy, nhìn Tuệ Minh không hiểu sao lại liên tưởng đến con trồn trong nhà, Chẳng lẽ trong mắt tuệ minh cậu cũng là một cây kem biết đi sao? Giải quyết mọi chuyện xong xuôi, Lâm Trục Thủy đặt vé máy bay về nhà. Buổi tối trước ngày đi, Chu Gia Ngư lên giường ngủ sớm, nhưng đến nửa đêm, tiếng gõ cửa đột một vang lên đánh thức cậu. Ai đó? Chu Gia Ngư ngáp dài, cậu tưởng thầm nhất cùng có chuyện gì nhờ mình, không nghĩ nhiều mà bước thẳng ra cửa. Cũng may cậu có thói quen luôn kiểm tra mắt mèo trước khi mở cửa cho ai. Nào ngờ vừa ngó một cái đã suýt chút nữa hồn vía lên mây. Bên ngoài hành lang có một người giấy đang đứng đó. Người giấy này to ngang ngửa với người bình thường. Nó mặc một bộ quần áo màu sắc rực rỡ, khuôn miệng đỏ ao hé ra, mỉm cười với cậu. Chu gia ngư thầm cảm ơn Lâm Trục Thủy đã rèn luyện sự can đảm cho cậu và thầm nhất cùng. Nếu là hồi xưa, có lẽ cậu đã sợ đến mức ngất xỉu rồi. Mở cửa đi." Tiếng nói loáng thoáng vọng vào phòng. Chu Gia Ngư rủa thầm, "Con bà nó tao mở cửa bằng niềm tin à, mắc gì tao phải mở cửa cho mày?" Cậu chạy về giường định gọi cho Lâm Trục Thủy, sau đó chợt nhớ ra là mình không có điện thoại di động. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chu Gia Ngư xoa xoa cánh tay đang nổi da gà vắt óc suy nghĩ. Ngoài cửa có tiếng động vang lên, Chu Gia Ngư đưa mắt nhìn, liên tục chửi thề trong lòng. Người giấy đang cố gắng chui qua khe cửa, bấy giờ đã thỏ được nửa cái đầu vào. Chán Chu Gia Ngư đổ đầy mồ hôi lạnh, cậu đưa mắt nhìn quanh quất trong phòng, chợt chú ý đến thứ đặt trên bàn. Một cái bật lửa. Cậu cầm lấy bật lửa rồi đi ra cửa, cười lạnh, nhìn đáng sợ thì có ích lợi gì. Mẹ nó chứ không phải mày làm bằng giấy hả?" Nụ cười của người giấy cứng đờ. Chu Gia Ngư nhanh nhẹn khom lưng, mở bật lửa. Người giấy bị cháy thật, nó vừa gào thét vừa rụt người lại. Chu Gia Ngư đứng bên trong quát, thời buổi nào rồi mà còn xài giấy. Có giỏi thì làm người sắt, người thép các thứ đi đồ khốn nạn. Bên ngoài im hơi lặng tiếng, Chu Gia Ngư kiểm tra mắt mèo thì không thấy gì nữa cơ mà cậu cũng chẳng dám ngủ tiếp, sợ mình vừa thiếp đi người giấy kia lại chui vào. Bây giờ chuyện duy nhất khiến Chu Gia Ngư vui mừng là IQ của người giấy không cao, lại còn gõ cửa. Chứ không nửa đêm thức dậy, mở mắt thấy cái con đấy sừng sững bên cạnh giường thì chỉ có nước suy tim. Ngày hôm sau, trời vừa sáng Chu Gia Ngư đã chạy xuống lầu, chen chúc trong mấy chỗ đông người. Thẩm nhất cùng ra chiều ngạc nhiên, bình nhỏ, sao hôm nay dậy sớm vậy? Bình thường cậu nhóc toàn phải đánh thức Chu Gia Ngư. Ai dè hôm nay Chu Gia Ngư đã ăn sáng xong, đang ngồi nghỉ ngơi dưới sảnh. Tối hôm qua tôi gặp người giấy. Chu Gia Ngư sụ mặt kể lại đầu đuôi sự việc cho Thẩm Nhất cùng nghe. Thẩm Nhất cùng mắt trọn mắt dẹt, thẳng thốt hỏi, ôi mẹ ơi, anh lấy bật lửa đốt nó thật hả? Chu Gia Ngư, đúng vậy. Thẩm Nhất cùng nhưng người giấy đâu có cháy được chu gia ngư cái gì thẩm nhất cùng gãi gãi đầu người giấy là thứ chứa cực nhiều âm khí bật lửa bình thường không đốt được chu gia ngư im lặng cậu cũng cảm thấy chuyện tối qua có hơi ảo diệu vì vậy bèn rủ thẩm nhất cùng về phòng kiểm tra cuối cùng chu gia ngư vẫn trông thấy vết cháy xém trên nền nhà cậu nói thấy chưa rõ ràng nó bị đốt còn gì thẩm nhất cùng tôi cũng bó tay, hay chúng ta đi hỏi tiên sinh nhé." Chu Gia Ngư gật đầu đồng ý. Lâm Trục Thủy đang dùng điểm tâm ở lầu 1, gọi là điểm tâm chứ thật ra hắn chỉ uống chút sữa mà thôi. Cảm giác Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng đang vội vàng chạy tới, câu đầu tiên của hắn lại là: "Tối hôm qua gặp phải thứ gì?" "Tiên sinh, ngài đã biết rồi sao?" Chu Gia Ngư kinh ngạc nói. "Lâm Trục Thủy, ừm" Chu Gia Ngư lập tức nhớ ra, vậy, vậy cái bật lửa đó là ngài để trong phòng tôi. Bây giờ nghĩ lại, màu sắc của bật lửa rất bắt mắt, cũng được đặt ở vị trí dễ thấy, cậu nhớ rõ lúc trước trong phòng mình không hề có thứ này. Phải, Lâm Trục Thủy nhấp một mụn sữa, tôi khuyên cậu nên mang nó theo trong người. Chu Gia Ngư bối rối, giả. Gia tộc họ từ ở núi Xả Sơn có chút đặc biệt, Lâm Trục Thủy lấy ra một người giấy nhỏ, đặt xuống bàn. Một lát sau, người giấy chợt liêu siêu đứng dậy, gia tộc bọn họ tinh thông chuyện mộ táng, cũng là bậc lão làng trong việc sử dụng người giấy. Ở thời phong kiến cổ đại, các bậc quan lại quý nhân có yêu cầu rất cao với huyệt mộ của mình. Thông thường, trong mộ đâu đâu cũng có cơ quan, chỉ có người chế tạo mới biết đường đi lối lại người của gia tộc này chưa bao giờ sử dụng nhân lực tham gia vào việc hạ táng mà thay thế bằng người giấy người giấy có trí thông minh có thể tuân theo vài mệnh lệnh đơn giản chu gia ngư nhìn người giấy đang run run đứng đó rẻ dặt đưa tay trọt trọt cử cử động thật này tiên sinh ngài đang điều khiển nó sao lâm trục thủy thản nhiên đáp ừ nhưng tôi không dành món này lắm chỉ có thể khiến nó cử động thôi chu gia ngư nghĩ thầm thế là đã trâu bò lắm rồi. Về nhà thôi, Lâm Trục Thủy nói, sau đó theo tôi đến xà sơn. Đương nhiên là Chu Gia Ngư đồng ý rồi. Nhưng lúc đó, khi chạm tay vào chiếc bật lửa trong túi, cậu chợt cảm thấy yên lòng. Biết đám Lâm Trục Thủy phải đi, Giang Thập Cửu và Giang Thập Lục đều ra sân bay tiễn. Giang Thập Cửu trông rất tiểu tụy, cơ thể ốm o gầy mòn, lúc tiễn bọn họ anh ta chỉ toàn mỉm cười gượng gạo giang thập cửu thậm chí còn không cười khi gặp lâm trục thủy tại sân bay anh ta chẳng nói chẳng rằng chợt kéo tay áo lên chu ra ngư giật bắn mình trước động tác của anh ta nhưng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì vô cùng kinh ngạc chỉ thấy trên cánh tay của giang thập lục dày đặc những vệt đỏ có lẽ là sẹo do bị vật sắc chém vào gần như phủ kín toàn bộ cánh tay lâm tiên sinh Giang thập lục chật vật nói, thế hệ này của nhà họ Giang, có một số việc tôi không làm chủ được. Lâm trục thủy im lặng. Giang thập lục lại nói, tôi suýt chút nữa phải bỏ luôn cánh tay này, mất gần 6 tháng mới hồi phục. Trong khoảng thời gian đó tôi thật sự không thể quản lý việc trong nhà, vậy nên mới để Giang thập cửu phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy. Lâm trục thủy, nếu không có kim cương thì hà tất phải ôm đống sứ vỡ nát. Ngày xưa, khi sửa gốm sứ đã vỡ thì người ta phải sử dụng công cụ có gắn kim cương bên trên để giữ gọt các mảnh sứ. Câu nói này có nghĩa là không có bản lĩnh thì đừng vơ chuyện vào người. Giang thập lục cười khổ, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Lâm trục thủy, người giang hồ cũng nên tuân theo quy củ giang hồ. Giang thập lục thở dài, không nói nữa. Lên máy bay, lâm trục thủy lặng yên không nói, Hình như tâm trạng của hắn không tốt, khuôn mặt vô cảm lạnh lùng. Sau khi về đến nhà, Thẩm Nhất cùng mới giải thích cho Chu Gia Ngư, nói nghề của bọn họ nếu dính líu đến mạng người thì rất dễ tổn hại âm đức. Chắc chắn Giang Thập Cửu đã gặp phải chuyện gì nên Giang Thập Lục mới dò hỏi, muốn Lâm Trục Thủy ra tay giúp đỡ. Mà câu nói theo quy củ giang hồ, có nghĩa là Lâm Trục Thủy đã từ chối. Hơn 60 mạng người mà, Thẩm Nhất cùng nói. Hơn nữa Giang thập cửu còn phạm lỗi sai cơ bản, Hợp Long là thời điểm quan trọng mà không tới giám sát, đúng là vô trách nhiệm. Chu Gia Ngư nhớ đến Đường Tiếu Xuyên đã qua đời, cậu thở dài. Thẩm Mộ Tứ không ở nhà, không biết anh đã đi đâu, chỉ còn lại Trồn Tuyết đang nằm trên ghế salon xem TV, ăn đồ ăn vặt. Nhìn đám lông lấp lánh kia, xem ra cuộc sống gia đình của nó vô cùng dễ chịu. Trông thấy Chu Gia Ngư trở về, trồn tuyết vui vẻ chạy đến, người tới người lui như đang xác nhận trên người cậu có mùi gì lạ không. Chu gia ngư ôm lấy trồn tuyết, vuốt ve bộ lông bóng mượt của nó, có nhớ tao không hả tiểu hoàng. Trồn tuyết, nó tên tiểu hoàng từ bao giờ? Chào ôi, mệt quá đi mất. Hôm nay chúng ta ăn gì đây, hay là báo với tiên sinh một tiếng rồi ra ngoài ăn tê? Thẩm nhất cùng vừa định nói là, ra ngoài ăn tối, kết quả nhớ đến chuyện gì bèn vội vàng im bặt. Thôi bỏ đi, ăn cơm ở nhà an toàn hơn, để tôi xem trong tủ lạnh có món gì. Chu Gia Ngư xuống nhà bếp mó nghiêng một lát, nói, ăn lẩu nhé, có nhiều đồ ăn lắm này. Tôi đi nấu nước dùng, bây giờ mới 4 giờ hơn, vẫn còn kịp. Thẩm Nhất cùng gật đầu lia lịa. Buổi tối, cả nhà cùng ăn món lẩu chua cay của Chu Gia Ngư. Nước dùng được hầm từ xương sau đó cho ớt ngâm và các loại gia vị khác vào nấu chung, mùi thơm phương phức. Lâm Trục Thủy cũng đến, ngồi cạnh Chu Gia Ngư. Trồn tuyết quấn quanh cổ cậu y như khăn choàng, chảy nước miếng nhìn chằm chằm nồi lẩu. Chu Gia Ngư gấp đồ nhúng, đột nhiên cảm thấy cuộc sống thế này cũng rất tốt. Dù cậu liên tục gặp phải những chuyện kỳ lạ, nhưng ít ra, giờ đây bên cạnh cậu đã có người bầu bạn, cậu đã không còn cô đơn nữa rồi. Chương 40 Chương 40, Chủ nhà Dù là mùa nào, ai cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được thưởng thức một nồi lẩu ngon. Tay nghề của Chu Gia Ngư vẫn giữ vững phong độ. Thẩm nhất cùng ăn mà đầu đầy mồ hôi, tay cầm đũa gắp lia lịa. So với các món lẩu truyền thống, lẩu chua cay có hương vị thanh tao ngon miệng hơn và không bị ngấy mùi dầu mỡ. Trong lúc dùng cơm, Chu Gia Ngư phát hiện thật ra Lâm Trục Thủy ăn rất được, thậm chí khẩu phần còn nhiều hơn cả cậu. Nhưng nếu vậy, tại sao mỗi lần ra ngoài Lâm Trục Thủy lại chẳng chịu ăn uống gì? Chu Gia Ngư nghĩ đoạn, rụt rè mở miệng hỏi đối phương. Lâm Trục Thủy nghe vậy, bàn tay cầm đũa khẽ khựng lại, giọng điệu đến là hợp tình hợp lý, tại vì đồ ăn không ngon. Chu Gia Ngư trợn tròn mắt, Cậu suy đoán rất nhiều nguyên nhân nhưng không ngờ Lâm Trục Thủy lại trả lời như thế, nhưng nhưng tiên sinh sẽ đói mà. Lâm Trục Thủy, ư. Ừ. Chu Gia Ngư, vậy? Lâm Trục Thủy gắp thêm một miếng, chậm rãi nhấm nháp rồi bình thản nói, vậy cũng không muốn ăn. Đây là lần đầu tiên Chu Gia Ngư thấy có người kén ăn mà nói như đúng rồi, khiến người khác muốn khuyên cũng không khuyên nổi. Có lẽ do nước lẩu cay nên môi Lâm Trục Thủy cũng bắt đầu ửng đỏ. Môi của hắn rất đẹp, rộng hẹp vừa phải, ở giữa có gò môi nho nhỏ cong lên. Khi hắn mím môi, gò môi sẽ nhẹ nhàng chạm vào lòng môi dưới. Nếu được hôn, chắc là thích lắm. Chu Gia Ngư ngơ ngơ ngẩn nhìn hắn một lát, mãi đến khi âm thanh của Lâm Trục Thủy vang lên, "Cậu nhìn tôi làm gì?" Bấy giờ Chu Gia Ngư mới bừng tỉnh phát hiện mình lại tưởng tượng lung tung. Mặt cậu đỏ bừng, ngựa ngùng lắp bắp, à, ưm. Cậu quay mặt đi, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì. Lâm trục thủy đang nhắm mắt kia mà, sao lại biết cậu đang nhìn hắn? Chả lẽ ánh mắt cậu nóng bỏng tới độ hắn cũng cảm nhận được sao? Chu Gia Ngư vừa ăn vừa nơm nớp lo sợ suốt cả buổi. Mãi đến lúc cơm nước xong xuôi, cậu hỏi thẩm nhất cùng đang phụ mình rửa chén, Thẩm Nhất cùng mới giải thích, tiên sinh hẳn có phương pháp riêng, tuy không giống chúng ta nhưng có khi tiên sinh còn nhìn rõ hơn đấy. Chu Gia Ngư, thật hả? Ừ, Thẩm Nhất cùng nói nhỏ, hơn nữa tôi nghi rằng không phải tiên sinh không nhìn thấy, chỉ là ngài ấy không muốn thấy mà thôi. Chu Gia Ngư, cậu cứ tưởng Thẩm Nhất cùng nói đùa, không ngờ hai ngày sau lại được chứng kiến tận mắt. Hôm ấy trời rất đẹp, Chu Gia Ngư ngồi trong phòng khách vuốt ve trồn tuyết đang nằm phơi bụng. Lâm Trục Thủy đang dạy cho thẩm nhất cùng một vài phương pháp quan khí. Quan khí tức là quan sát kiến trúc và địa hình để suy đoán hung cát. Phương pháp này có thể học được, nhưng muốn vận dụng thành thạo thì phải có kinh nghiệm phong phú. Chu Gia Ngư mong mỏi đứng bên cạnh xem, cậu hỏi, tiên sinh, tôi có cần học không? Lâm Trục Thủy bình thản đáp, không cần đâu, dù sao cậu cũng nhìn thấy mà ánh mắt ai oán của thầm nhất cùng quét qua như muốn nói tôi xin anh đấy im dùm đi chu gia ngư không ngờ có ngày mình cũng được trải nghiệm cảm giác của học sinh xuất sắc Đường lúc chuyện trò bọn họ chợt thấy ba người lạ mặt bước vào phòng hai người mặc áo đen đi phía sau một anh chàng trẻ tuổi thái độ xem chừng khá ngạo mạn đoàn người tiến đến chẳng thèm chào hỏi mà thẳng thừng ngồi xuống ghế sa lông. Chu Gia Ngư thấy thế, ôm trồn tuyết nhích lại gần. Nếu là lúc bình thường, Lâm Trục Thủy chắc chắn đã phát hiện có khách đến từ lâu, nhưng hôm nay hắn vẫn thản nhiên giảng bài cho thẩm nhất cùng, dường như không hề nhận ra có người lạ trong nhà. Ba người ngồi được vài phút, thấy Lâm Trục Thủy không hề có ý tiếp chuyện bọn họ, ai nấy đều lộ vẻ lúng túng. Anh chàng kia định mở miệng lên tiếng, nhưng thấy Lâm Trục Thủy vẫn nói chuyện với Thẩm Nhất Cùng thì lại im lặng, định chờ Lâm Trục Thủy dậy xong rồi nói. Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng liếc mắt nhìn nhau, coi như ngầm hiểu. Không phải Lâm Trục Thủy không thấy, mà là không muốn quan tâm, cơ mà không biết đám người này là ai nhỉ. Đám người chờ một tiếng đồng hồ, cuối cùng anh chàng trẻ tuổi mất kiên nhẫn, anh ta lên tiếng, "Lâm tiên sinh." Lúc này động tác của Lâm Trục Thủy mới dừng lại lạnh nhạt nói chuyện gì lâm phách bảo chúng tôi đến tìm ngài anh chàng kia hình như có địa vị không thấp giọng điệu kiêu căng nghe nói ngài có thể giúp đỡ chúng tôi lâm trục thủy không đáp chàng trai thấy lâm trục thủy thờ ơ thế là lại nói tiếp tôi tên lục tiểu hục ba tôi là lục hành đông chu gia ngư nghe vậy thì ngạc nhiên lắm vì ai có tìm hiểu về bất động sản đều biết cái tên lục hành đông này Lục Hành Đông ông trùm của lĩnh vực bất động sản, sở hữu trong tay mấy tập đoàn lớn. Năm Chu Gia Ngư gặp tai nạn, ông ta còn được vinh danh trên bảng xếp hạng Forbes là đại gia số 1 số 2 trong nước. Chu Gia Ngư không ngờ mình có thể nghe thấy tên ông ta tại nhà của Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy hỏi, vậy thì sao? Lục Tiểu Húc thấy hắn vẫn hờ hững như trước, thậm chí có thể xưng là lạnh lùng thì tỏ vẻ không tin nổi, ngài không biết ba tôi ư? Ba tôi sai tôi đến tìm ngài làm việc. Anh ta nói cứ như được làm việc cho nhà bọn họ là một điều vinh hạnh lắm. Chu gia ngư thầm nhủ trong lòng, thái độ của lục tiểu húc chắc chắn sẽ chọc giận lâm trục thủy. Đúng như dự đoán, lâm trục thủy nghe vậy thì chẳng thèm trả lời, trực tiếp phất tay, nói, nhất cùng, tiễn khách. Thẩm nhất cùng vốn trẻ tuổi nóng tính, còn là phen cuồng của lâm trục thủy. Cậu nhóc đã bực mình lục tiểu húc từ lâu, lập tức đứng phát dậy sắn tay áo. Ngại quá, hôm nay tiên sinh không muốn gặp ai cả, mời các vị về cho. Lục tiểu húc trợn tròn mắt, có lẽ không ngờ tình hình lại trở nên thế này. Thảng thốt hỏi, các người không biết tôi là ai sao? Dám đối xử với tôi như vậy? Hai người áo đen hình như là vệ sĩ của lục tiểu húc, thấy thẩm nhất cùng muốn động thủ bèn che chắn trước mặt anh ta. Chu Gia Ngư thấy thế, sợ thẩm nhất cùng lép vế nên cũng đứng lên định đi qua. Nào ngờ thẩm nhất cùng không đến gần bọn họ, cậu chàng móc ra mấy lá bùa, dùng bật lửa đốt rồi thổi về phía ba người nọ. Tàn cho bay vào mặt cả ba, đám người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cơ thể đột nhiên cứng đờ. Sau đó bọn họ như con rối bị ai điều khiển, từ từ quay người bước thẳng ra cửa. Chu ra ngư nhìn mà mắt tròn mắt dẹt, còn thẩm nhất cùng vẫn đang chìm trong ký ức, hai năm rồi tôi chưa sử dụng loại bùa này, không ngờ hôm nay lại có cơ hội. Làm nhớ hồi đó ghê. Chu Gia Ngư nghe thẩm nhất cùng nói xong, đột nhiên nghĩ đến câu, cỏ trên mộ phần của những kẻ từng làm thế đã cao 5 mét rồi. Thẩm nhất cùng, nhưng nếu đám người này do Lâm Phách giới thiệu thì sớm muộn gì chúng ta cũng phải ra tay thôi. Y như những gì thẩm nhất cùng nói, đến chiều tối, cái tên lục tiểu hục bị đuổi ra lại lò dò quay lại lần này anh ta đeo bộ mặt xám xịt đi cùng lâm phách vào phòng khi bọn họ tới nơi lâm trục thủy đang ngồi cạnh bàn ăn cơm đương nhiên chu gia ngư vẫn đảm nhiệm vai trò đầu bếp trời đang trở lạnh nên cậu nấu một nồi canh gà thêm tôm nõn xào sườn kho và rau xào canh gà mái tỏa mùi thơm nước mũi tôm nõn tươi ngon nhau rau ráo trong miệng sườn non kho vừa mềm vừa nhiều nước thơm ngon vô cùng Lâm Phách vào nhà cũng không dám lên tiếng, đứng bên cạnh chờ Lâm Trục Thủy ăn. Bình thường Lâm Trục Thủy không ăn nhanh, bây giờ lại càng chậm hơn, một miếng cơm phải nhai ít nhất 13, 14 lần. Chu Gia Ngư lặng lẽ đếm. Trông Lục Tiểu Húc có vẻ sợ hãi lắm, sự việc ban nãy đã vượt qua khỏi phạm vi nhận thức của anh ta, khiến anh ta bắt đầu hoài nghi thế giới quan của bản thân. Như vậy cũng tốt ít ra Lục Tiểu Húc sẽ không dám tỏ thái độ bất kính với Lâm Trục Thủy nữa. Cơm nước xong xuôi, Lâm Trục Thủy lau miệng, có lẽ do Lâm Phách đã đích thân đến đây nên hắn không tiếp tục làm khó Lục Tiểu Húc nữa, nói đi. Lâm Phách, là thế này thưa chú nhỏ, nhà họ Lục xảy ra chút chuyện. Lâm Phách tóm tắt lại tình hình ở nhà họ Lục. Nửa năm qua, nhà họ Lục thường xuyên gặp tai nạn, có hai người đã qua đời mà lục hành đông là trụ cột chính gần đây cũng đổ bệnh. Lâm Trục Thủy, tại sao cậu lại nhận việc này? Lâm Phách lúng túng đáp, "Chú nhỏ à, không phải lần trước ba con và mấy người trong họ đi xem nơi an táng sao?" Bọn họ không hài lòng với địa điểm đã chọn nên có nhờ Lục tiên sinh giúp một tay. Ngón tay Lâm Trục Thủy gõ gõ mặt bàn. "Gia tộc lớn thì sao? Có chỗ lợi đương nhiên cũng có chỗ hại." một người làm thì những người khác cũng bị vạ lây lâm phách không dám thở mạnh anh ta hiểu rất rõ tính cách của lâm trục thủy nếu hắn gõ ngón tay tức là tâm trạng không tốt anh trai cậu chết rồi lâm trục thủy đột nhiên hỏi lục tiểu húc ngây ra một lúc mới biết lâm trục thủy đang hỏi mình người người nào mới được lâm trục thủy thở dài người tên lục khải tuân lục tiểu húc à anh ta bị tai nạn giao thông, vẫn đang hôn mê. Lâm Trục Thủy, bao lâu rồi? Lục Tiểu Húc, cách đây hai tuần. Sau khi anh ấy hôn mê thì ba tôi cũng đổ bệnh. Vẻ mặt Lâm Trục Thủy hiện lên chút phiền chán, ba cậu bảo cậu đến đây tìm tôi sao? Lục Tiểu Húc lúng túng nói, là mẹ tôi. Ba tôi, ba tôi không cho. Nghe tiếng Lâm Trục Thủy cười lạnh, Lâm Phách cũng hốt hoảng. Chú nhỏ, nếu chú khó xử. Lâm Phách rõ ràng đang khách sáo, ai dè Lâm Trục Thủy thật sự trả lời, tôi đúng là khó xử, cậu đi tìm người khác đi. Biểu cảm của Lâm Phách cứng đờ, Lục Tiểu Húc cũng ngây ra như phỗng. Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng vùi đầu giả bộ ăn cơm, thật ra là đang dòng tai hóng hớt. Lâm Trục Thủy, Nhất Cùng, Tiễn Khách. Đây là lần thứ hai trong ngày Lục Tiểu Húc nghe thấy câu này trông anh ta như sắp vãi ra quần tới nơi vội vàng lùi về phía sau ánh mắt nhìn thẩm nhất cùng mà như đang nhìn yêu quái thẩm nhất cùng chưa kịp làm gì lâm phách đã cười khổ chú à lâm trục thủy lạnh nhạt đáp đừng gọi tôi là chú lâm phách tỏ vẻ bất đắc dĩ dù bây giờ anh ta đang là chủ nhà họ lâm nhưng cũng phải bó tay với lâm trục thủy nếu thật sự không muốn thì lâm trục thủy sẽ từ chối thẳng thừng Hiện giờ hắn vẫn chưa nói rõ nên chắc chắn vẫn còn cách thuyết phục. Lâm Phách đưa mắt về phía Chu Gia Ngư, đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng nói: "Chú nhỏ, hồi đó gì có tặng con một chiếc túi tơ ngọc, hay con đưa cho chú nhé?" Lâm Trục thủy lạnh nhạt đáp: "Tôi lấy cái đó làm gì?" "Không phải đồ đệ của chú có một chiếc gương cổ sao?" "Chiếc gương đó là thứ nặng âm khí, đồ đệ của chú cũng có thể chất cực âm, không mang chiếc gương theo được." nhưng nếu có túi tơ ngọc thì dễ rồi chu gia ngư ngu người sao tự nhiên lại lôi cậu vào chuyện này nhưng lâm trục thủy và lâm phách đang trò chuyện cậu không chen ngang được mấp máy miệng rồi cũng đành thôi lâm phách tiếp tục khuyên nhủ thiên phú của gia ngư tốt như vậy lại sở hữu thể chất đặc thù nên phải mang theo đầu phòng thân bên người con thấy tấm gương kia tốt lắm cậu nghe lâm phách liên tục lải nhải đột nhiên cảm thấy mình y như nhi đồng được phụ huynh dắt đi shopping. Còn nhân viên sale Lâm Phách tranh thủ chào hàng khi biết phụ huynh đang muốn sắm đồ cho con. Lâm Phách nói đến là hợp tình hợp lý, cuối cùng còn nhắc đến gia tộc họ từ ở núi Xà Sơn, thái độ của Lâm Trục Thủy mới thay đổi, được. Lâm Phách thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, người nhẹ nhõm nhất là anh chàng Lục Tiểu Húc nãy giờ vẫn run rẩy đứng đó hiện tại toàn bộ sự chú ý của anh ta đều va vào thầm nhất cùng rất sợ cậu nhóc một lời không hợp liền móc bùa ra đốt hãy đặt vé máy bay vào thứ tư lâm trục thủy nói tôi muốn nghỉ ngơi mấy ngày lâm phách nào dám phản đối gật đầu đồng ý rồi đưa lục tiểu húc đi lâm trục thủy cũng kết thúc bữa cơm tối dài lê thê quay về nơi ở của mình trong nhà chỉ còn lại chu gia ngư và thầm nhất cùng cậu bèn hỏi về chiếc túi tơ ngọc mà Lâm Phách nhắc đến. Thẩm nhất cùng, tôi cũng mới nghe kể thôi. Hình như đó là một vật rất đặc biệt, người ta dùng bí pháp thời cổ kéo tơ từ ngọc thạch rồi dệt thành túi. Cái túi này có thể ngăn cách đồ vật âm dương, có ích lắm đấy. Nhưng thứ quý giá như thế, đưa cho tôi liệu có sao không? Sao chăng gì? Năm sư huynh tôi đạt giải quán quân, tiên sinh còn tặng anh ấy một hộp đựng mực hiếm có nữa kìa. Với cả nếu anh không mang theo tấm gương kia được thì thật là phí của rời. Thẩm nhất cùng nói đoạn, bắt đầu tưởng tượng cảnh mình tham gia thi đấu, đứng hạng nhất, được thăng chức tăng lương, bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chu Gia Ngư dày dạn kinh nghiệm vỗ vỗ vai thẩm nhất cùng, lúc đó cậu hãy cố gắng lên, nếu không tôi sẽ phải nhường biệt danh bình nhỏ lại cho cậu đấy. Thẩm nhất cùng vé máy bay đặt vào thứ tư tuần sau bọn họ có thể tranh thủ nghỉ ngơi chu gia ngư rảnh rỗi không có gì làm bèn luyện vẽ bùa xem các loại sách và tài liệu về phong thủy cố gắng tiến bộ lâm trục thủy cho chu gia ngư mấy lá bùa làm mẫu bên trên có đủ hình thù kỳ lạ theo lời lâm trục thủy thì cậu cứ thử vẽ trước nếu có chỗ nào không vẽ được thì đến hỏi hắn chu gia ngư xem thử phát hiện bùa có rất nhiều công dụng nào là tiền tài phát đạt, thăng quan tiến chức, sức khỏe, v, v. Nhưng những lá bùa này vẽ rất tốn sức. Ngày đầu tiên Chu Gia Ngư cầm bút thực hành, sau đó phát hiện đến gần cuối cậu cứ như bị mất hết sức lực, thật sự không thể vẽ xong bằng một nét. Tối đó, Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng trao đổi kinh nghiệm tâm đắc. Thẩm Nhất cùng bảo đó là chuyện bình thường, ai bắt đầu tập vẽ bùa cũng gặp trường hợp tương tự. Cậu nhóc còn thê thảm hơn Chu Gia Ngư, mới vẽ được một phần tư đã muốn liệt toàn thân, hơn nữa còn liệt những hai ngày, hại sư huynh phải đút cơm mới ăn nổi. Chu Gia Ngư nghe vậy thì kinh ngạc, uể oải hỏi lại, còn phải đút cơm hả? Thầm nhất cùng, ừ, vậy nên anh nhớ để ý, đừng cố quá rồi thành quá cố, tôi lại phải đút cơm cho anh. Chu Gia Ngư thầm nhủ, tôi không sợ cậu đút cơm cho tôi, tôi sợ cậu đút cho tôi cơm cậu nấu ấy. Vừa nghĩ tới món mì của thầm nhất cùng, Chu Gia Ngư liền cảm thấy mình nhất định không được gục ngã, chứ không ngày nào cũng xơi món đó thì có khả năng cậu sẽ nằm luôn. Nếu bùa này khó vẽ thì hiệu quả chắc phải tốt lắm. Chu Gia Ngư tò mò hỏi. Thẩm nhất cùng, chả lẽ lại không? Đây là bùa được tiên sinh chỉnh sửa đấy, phải nói là chuẩn không cần chỉnh. Thật hà, cậu từng thử rồi thấy mặt mày thầm nhất cùng méo xẻo, không lên tiếng chu gia ngư phì cười trời ạ à, mặt cậu thế này là sao thầm nhất cùng đau khổ nói anh cũng biết tầm tuổi này luôn muốn yêu đương hẹn hò mà lúc đó tôi táy máy tay chân không chịu nghe lời sư huynh mà thử bùa đào hoa hai mắt chu gia ngư sáng rực hiệu quả thế nào thầm nhất cùng im lặng cả buổi trời mới phun ra một câu Nam dùng bùa đào hoa thì bên cạnh ít nhất phải có một cô gái đúng không? Hồi đó ngày nào tôi cũng giúp trong nhà gỗ, đừng nói là con gái, ngay cả gà tôi ăn cũng là gà trống. Chu Gia Ngư Thẩm Nhất Cùng, ban đầu tôi còn tưởng bùa không có hiệu quả. Mãi đến một ngày, Chu Gia Ngư trông thấy gương mặt đau khổ tuyệt vọng của Thẩm Nhất Cùng. Mãi đến một ngày, đại sư huynh chợt hỏi tôi tại sao trông tôi càng lúc càng ẻo là vậy chu gia ngư thẩm nhất cùng mẹ nó chứ công nhận là bùa có hiệu quả thật không có điều kiện chẳng sao không có thì làm cho có không có nữ chẳng sao biến thành nữ rồi thì sẽ thành hoa đào với những người nam còn lại thôi chu gia ngư bỏ lăn ra cười may mà phát hiện kịp thời nếu không thì anh không có bốn sư huynh đâu mà là ba sư huynh và một sư tỷ Thẩm Nhất cùng nhớ lại vẫn thấy hãi, sau này tôi không dám tùy tiện sử dụng bùa nữa, hiệu quả thật sự quá tốt, tốt đến mức đáng sợ. Chu Gia Ngư cầm lá bùa lên, thầm ngạc nhiên trong lòng. Do Thẩm Nhất cùng là trai thẳng nên bùa mới có hiệu quả như thế, còn nếu cậu là đồng tính? Lá bùa có thể hiệu quả theo cách khác không? Đương nhiên Chu Gia Ngư chỉ nghĩ vậy thôi, chứ không dám lộn xộn dù sao tấm gương của thẩm nhất cùng hãy còn sáng ngời trước mắt chu gia ngư chợt nhớ ra điều gì vậy tiên sinh có bán những lá bùa đó không thẩm nhất cùng tại sao phải bán chu gia ngư thì kiếm tiền thẩm nhất cùng nghe thấy hai chữ kiếm tiền thì trợn mắt tiền trong cái nhà này có ai thiếu tiền hả chu gia ngư cậu yên lặng sờ sờ túi quần quyết định mình vẫn nên im đi thôi Thân là một tên không có điện thoại di động, không có tiền tiết kiệm phải ăn bám Lâm Trục Thủy, Chu Gia Ngư thầm nhỏ giọt lệ chua cay trong lòng. Thẩm Nhất cùng bắt gặp biểu cảm của Chu Gia Ngư, hình như cũng hiểu được nỗi lòng cậu. Cậu chàng thở dài rồi vỗ vỗ vai đối phương, nói, "Đừng vậy mà, trước kia anh cũng từng hốt cả mớ đấy thôi. Bởi vậy chỉ nên nói là có tiền thôi, đừng nói có tiền mãi mãi." Chu Gia Ngư từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ cậu mới nghe thấy câu này đấy. Không biết có phải do Lâm Trục Thủy đang bận chuyện nhà họ Lục không mà mấy ngày rồi Chu Gia Ngư vẫn chưa gặp hắn. Mãi đến tối thứ ba, Lâm Trục Thủy mới đến chỗ bọn họ dùng cơm. Chu Gia Ngư lo độ này Lâm Trục Thủy khảnh ăn, lại bị đói nên cậu làm hẳn một bữa tiệc hoành tráng. Cậu nướng gà xong còn nấu cho trồn tuyết một con gà con. Ba người một trồn đều rất hài lòng, thẩm nhất cùng cúi đầu xoa xoa bụng ra chiều lo lắng nói nếu mình cứ ăn như thế thì bụng sẽ chỉ còn một múi mà thôi chu gia ngư vậy cậu ăn ít lại một chút thẩm nhất cùng kệ đi ăn trước tính sau lâm trục thủy cũng ăn không ít chu gia ngư vô cùng bội phục ở chỗ hắn ăn gà quay cũng có vẻ đặc biệt tao nhã người ta thường nói con người xấu xí nhất vào lúc dục vọng được thỏa mãn nhưng chu gia ngư nhìn lâm trục thủy cảm thấy dù hắn có làm gì thì cũng đẹp trai hết sảy. Cơm nước xong xuôi, hôm sau ba người lại chuẩn bị lên đường. Từ khi hồi sinh, Chu Gia Ngư bắt đầu bôn ba khắp nơi trong nước, thời gian đi máy bay mấy tháng nay còn nhiều hơn cả 20 năm vừa qua. Được ngắm nhìn cảnh sắc đó đây, bên cạnh còn có người bầu bạn thật sự không tệ. Nếu không dính vào mấy chuyện kỳ quái kia thì càng tốt nữa, Chu Gia Ngư thầm nghĩ. Trước ngày lên đường, lâm phách dẫn lục tiểu húc đến còn đem theo chiếc túi tơ ngọc như đã hứa lâm trục thủy nhận lấy rồi đưa luôn cho chu gia ngư bảo cậu bỏ gương cổ vào rồi mang theo bên người chu gia ngư đương nhiên ngoan ngoãn nghe theo cái tên lục tiểu húc đã hiền hơn hồi trước gấp mấy lần trong lúc lâm phách và lâm trục thủy nói chuyện anh chàng im du như gà dù ngồi cạnh chẳng dám ho he tiếng nào lúc nhìn thầm nhất cùng ánh mắt của lục tiểu húc tràn ngập sự kinh hãi, dường như sợ thẩm nhất cùng đột nhiên móc bùa ra rồi lại làm tình làm tội anh ta. Thẩm nhất cùng rất hài lòng với thái độ của lục tiểu húc, thì thầm với chu gia ngư, tụi mình phải cho mấy người đó biết tụi mình không dễ chọc. Chu gia ngư, ừ rồi, cậu là đỉnh nhất. Điểm đến lần này của bọn họ là thành phố S1 trung tâm kinh tế phồn hoa. Nhà họ lục dầu nứt đố đổ vách, bao nguyên một máy bay cho đám lâm trục thủy, trừ tiếp viên hàng không thì cũng chỉ có mấy người bọn họ trên máy bay. Do lâm phách không đi cùng nên lục tiểu húc im thiên thít cả chặng đường, không dám nói gì. Mãi đến khi máy bay hạ cánh, ngồi vào xe, anh ta mới lý nhí hỏi, lâm tiên sinh, chúng ta đến nhà chính trước được không? Ba tôi hiện đang ở đó. Lâm trục thủy lạnh nhạt, ừ, một tiếng. Tài xế lái xe ra khỏi sân bay, thẳng tiến đến vùng ngoại ô. Khoảng 30 phút sau, cuối cùng Chu Gia Ngư cũng nhìn thấy nhà chính mà Lục Tiểu Húc nhắc đến. Tòa nhà ở ngoại thành, nước chảy quanh núi, cảnh vật tuyệt đẹp. Nóc nhà này khác với các nóc nhà bình thường, trên đỉnh là hình bán nguyệt, ở giữa là hình vuông, thoạt nhìn như một đồng xu bị cắt ngang. Thẩm Nhất cùng vừa bước vào sân liền tặc lưỡi, không biết ông ta đã mời bao nhiêu người về giúp mình dựng bố cục nữa. Chu Gia Ngư, cái gì? Thẩm Nhất Cùng, anh thấy suối nước này không? Sơn Quản Nhân Thủy Quản Tài, họ cố tình làm suối nhân tạo đằng sau, để nước từ trong núi chảy ra, uốn lượn vòng quanh ngay trước nhà, ngụ ý tiền vào như nước. Đây là bố cục nhập tài phổ biến nhất. Thì ra là vậy. Chu Gia Ngư không hiểu rõ như Thẩm Nhất Cùng, nhưng cậu có thể cảm giác chủ nhân tòa nhà rất chú trọng đến tài lộc. Khi đến đây, Cậu thậm chí còn thấy trên nóc nhà có một luồng sáng màu vàng mờ nhạt, nhưng luồng sáng này khác hẳn với thụy khí lúc trước. Nó có mùi kim loại, giống ánh sáng lộng lẫy của vàng hơn. Thẩm nhất cùng chỉ ra thêm vài bố cục phong thủy khác, xem ra cậu nhóc khá hiểu biết về vấn đề này. Từ vườn vào cửa mà họ đã phát hiện khoảng 3, bốn bố cục phong thủy về tiền tài khác nhau, xem ra nhà họ lục quả thật rất quan tâm đến của cải vật chất linh cảm của Chu Gia Ngư càng lúc càng trở nên rõ ràng, không biết có phải là ảo giác của cậu không. Vừa bước vào nhà, cậu đã ngửi thấy cái mùi ngai ngái đặc trưng của tiền. Mùi hương đó khiến người ta phải khó chịu, Chu Gia Ngư khẽ cau mày. "Sao thế?" Thẩm Nhất cùng thấy vẻ mặt của Chu Gia Ngư bèn hỏi. "Cậu có ngửi thấy mùi gì không?" Thẩm Nhất cùng đưa mũi hít hít rồi lắc đầu, "Không." Chu Gia Ngư thì thầm tôi ngửi thấy mùi tiền cái gì mùi tiền chu gia ngư gật gật đầu nếu là người khác phát biểu câu này có lẽ thẩm nhất cùng sẽ nghĩ kẻ đó đang nói nhảm nhưng đây lại là chu gia ngư hơn nữa biểu cảm của cậu vô cùng nghiêm túc với khả năng của cậu có thể cảm nhận được những dấu hiệu kỳ lạ này cũng là chuyện bình thường mùi tiền hả thẩm nhất cùng lầm bầm tôi cũng không hiểu đương lúc cả hai nói chuyện Lâm Trục Thủy đã ngồi xuống ghế salon. Tuy gương mặt hắn vẫn lạnh lùng vô cảm, nhưng chẳng hiểu sao Chu Gia Ngư lại biết Lâm Trục Thủy đang không vui. Hình như từ lúc bước vào căn nhà này, tâm trạng hắn đã bắt đầu xa sút Lục Tiểu Húc để bọn họ ngồi trong phòng khách rồi chạy lên lầu gọi người. Chu Gia Ngư cứ tưởng anh ta sẽ gọi Lục Hành Đông xuống, không ngờ một phút sau, có một người phụ nữ xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng bước ra người phụ nữ khoảng ba mươi mấy tuổi giữa đôi mảy chất chứa vẻ sầu bi dù là khí chất hay dung mạo đều vô cùng thu hút lâm tiên sinh cô ngồi xuống đối diện lâm trục thủy nhẹ nhàng nói thành thật xin lỗi vì đã phiền ngài đến tận đây thái độ của lâm trục thủy rất lạnh lùng thậm chí còn chẳng thèm khách sáo với cô ta lục hành đông đâu chồng tôi đang nghỉ ngơi trên lầu ông ấy không chịu xuống dưới mong ngài hãy lên đó dùm tôi Nói đoạn, cô tỏ vẻ ái náy và chân thành, giải thích rằng tính tình chồng cô là như vậy đấy, cứng đầu đến mức khiến người khác phải bó tay. Lâm Trục Thủy đứng dậy, nói, dẫn tôi lên đó. Người phụ nữ vui mừng gật gật đầu, có lẽ cô ta tưởng Lâm Trục Thủy sẽ còn gây khó dễ, không ngờ hắn lại dễ dàng đồng ý như vậy. Cô ta trần chờ liếc nhìn Chu Gia Ngư và thầm nhất cùng, Lâm Tiên Sinh, hai vị đồ đệ của ngài cũng. Lâm Trục Thủy lạnh lùng đáp, có vấn đề gì? Người phụ nữ nghe giọng nói lạnh như băng của Lâm Trục Thủy bèn nuốt ngược câu hỏi xuống, gượng gạo cười, không. Không có gì. Xem ra bà ta không muốn Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng đi theo nhưng lại sợ chọc giận Lâm Trục Thủy, cân nhắc hồi lâu đành quyết định im lặng. Bà ta dẫn ba thầy trò Lâm Trục Thủy lên lầu. Tòa nhà này có bốn tầng, khi bọn họ đặt chân đến cầu thang giữa tầng 3 và tầng 4, Người phụ nữ lấy chìa khóa mở một cánh cửa sắt. Chu Gia Ngư chú ý thấy cánh cửa sắt này không hề phù hợp với phong cách nội thất, hình như là mới lắp gần đây, hơn nữa nhìn cách thức thì cánh cửa được lắp đặt rất vội vàng. Tầng 4 lặng ngắt như tờ, không hề thấy bóng dáng của người giúp việc nào. Người phụ nữ bước đến trước một căn phòng, khẽ khàng gõ cửa, "Anh Lục, Lâm tiên sinh đến rồi." Không có tiếng trả lời, người phụ nữ đau khổ nói: khó khăn làm em mới mời được ngài ấy, ít nhất anh hãy để ngài ấy xem qua, chẳng lẽ anh muốn cứ thế này mà chờ chết ư? Một lát sau, âm thanh của một người đàn ông trung niên mới vang lên, vào đi. Cô ta thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười xin lỗi với bọn lâm trục thủy rồi xoay nắm đấm cửa, đưa bọn họ vào. Trong phòng tối đen, không mở đèn, rèm cửa sổ dày kéo kín mít, hầu như không thể nhìn thấy rõ vật gì. Chu Gia Ngư bắt gặp một bóng người lờ mờ đang ngồi đưa lưng về phía bọn họ. Người nọ nói, "Cam Thiên Bình, ai bảo em đi tìm Lâm Tiên Sinh?" Hóa ra người phụ nữ tên là Cam Thiên Bình, cô ta bật khóc, "Anh Lục, em không thể trơ mắt nhìn anh chết được. Anh nỡ lòng nào bỏ em lại một mình mà ra đi cơ chứ?" Người đang ngồi trên giường không ai khác chính là Lục Hành Đông, ông ta im lặng nghe Cam Thiên Bình khóc lóc kể lể, một lúc lâu sau mới đáp, anh cũng không còn cách nào khác. Cam Thiên Bình không trả lời, quay đầu hỏi Lâm Trục Thủy, "Lâm tiên sinh, ngài có cần tôi mở đèn không?" "Mở đi." Lâm Trục Thủy nhắm mắt, đối với hắn thì mở đèn hay không cũng thế, hắn bảo Cam Thiên Bình làm vậy chẳng qua là nghĩ cho Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng đang đứng cạnh mà thôi. Cam Thiên Bình hơi do dự, nhưng vẫn bước qua, đưa tay ấn công tắc. Chu Gia Ngư nheo mắt, khi đã quen với ánh sáng chói lóa thì cậu mới quan sát rõ ràng cảnh vật xung quanh nhưng lục hành đông vẫn đưa lưng về phía bọn họ không chịu xoay người lại âm thanh bình thản của lâm trục thủy vang lên lục tiên sinh đã lâu không gặp lục hành đông thở dài nói tiên sinh có phải ngài đã đoán được rằng tôi sẽ có ngày hôm nay năm xưa tôi từng nhắc nhở ngài một lần đương nhiên nghe hay không là quyền của ngài Lục Hành Đông im lặng một lát, cuối cùng cũng đứng lên, chậm rãi quay người, "Tiên sinh, tôi chưa muốn chết. Ngài xem, bệnh này của tôi có còn chữa được không?" Ngay lúc ấy, Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng đều phải hít sâu một hơi. Gương mặt ông ta nhung nhúc những vết lở loét to nhỏ khác nhau, đa số cỡ bằng đồng xu, ngoài tròn trong vuông, chẳng khác nào đồng xu thời cổ đại. Vết loét ứ đầy mủ viêm thậm chí có thể nhìn thấy chất dịch vàng trắng đang chảy ra. Nhìn cổ tay của ông ta, e rằng vết loét đã lan ra toàn thân rồi. Thật lòng mà nói hình ảnh này khá kinh tởm, ngay cả Cam Thiên Bình cũng có vẻ sợ hãi. Ngài là người thứ mấy gặp tai nạn? Tôi là người thứ tư. Lục hành đông cúi đầu, mệt mỏi đáp, đầu tiên là hai đứa cháu của tôi qua đời, sau đó con trai bị tai nạn giao thông, rồi đến phiên tôi cũng bị lở loét. Lâm tiên sinh, tôi còn cứu được không? Lâm trục thủy không đáp, dường như đang suy nghĩ điều gì. Lục hành đông thấy hắn im lặng, đương khi nản lòng thoải trí lại chợt nghe Lâm trục thủy nói. Lục tiên sinh, tôi nhớ lần trước khi gặp ngài, vợ của ngài không phải là bà đây đúng không? Hình như lục hành đông hơi lúng túng, dù sao vứt bỏ người vợ đã gắn bó từ thổ cơ hàn cũng chẳng phải là chuyện vẻ vang gì. Thưa vâng tôi và vợ cũ có mâu thuẫn nên đành ly hôn ly hôn từ khi nào lục hành đông nghe lâm trục thủy hỏi về vấn đề này thì sinh nghi lâm tiên sinh chẳng lẽ bệnh lở loét của tôi có liên quan đến vợ cũ sao hình như ông ta nhớ ra việc gì đột nhiên trở nên kích động đúng từ khi ly hôn với bà ấy tôi bắt đầu gặp chuyện xui xẻo nào ngờ lâm trục thủy lại chẳng hề hứng thú với câu nói của ông ta hỏi lại lần thứ hai Ly hôn từ khi nào? Lục Hành Đông ấp úng, một năm trước. Lâm Trục Thủy nhướng mày, vậy Lục Tiểu Húc là con trai của ông với người vợ hiện tại à? Lần này, Lục Hành Đông thản nhiên đáp, đúng vậy. Nhìn tuổi tác của Lục Tiểu Húc, e rằng Lục Hành Đông đã ngoại tình những mười mấy năm. Chu Gia Ngư không ngờ người phụ nữ thoạt nhìn dịu dàng yếu đuối đứng cạnh lại là kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác hơn nữa theo lời kể của lục hành đông có lẽ gần đây cam thiên bình mới lên chức thành công lục hành đông vồn vã hỏi lâm tiên sinh vậy vậy bệnh của tôi có chữa được không gương mặt lâm trục thủy xuất hiện vẻ chán ghét rõ ràng hắn ít khi thể hiện tâm trạng của mình nếu đã tỏ thái độ thế này thì chắc chắn đã ghét cay ghét đắng kẻ đối diện chu gia ngư cứ tưởng lâm trục thủy sẽ khách sáo vài câu ai ngờ lục hành đông vừa dứt lời hắn đã quay người bỏ đi lạnh lùng đáp không chữa được chờ chết đi lục hành đông và cam thiên bình nghe xong thì ngây ngẩn phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn